Sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh, ngày 18 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội chợ triển lãm giống nông nghiệp công nghệ cao lần thứ 8. Sự kiện không chỉ tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của thành phố mà còn thể hiện quyết tâm phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giống công nghệ cao của khu vực và cả nước. Cụ thể, triển lãm thu hút đến 309 gian hàng, tăng hơn 100 gian hàng so với kế hoạch ban đầu, tập trung trưng bày các sản phẩm trong lĩnh vực giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, ngành nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP trên địa bàn thành phố. Đây là cơ hội để hỗ trợ các hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm thị trường. Qua đó cũng đề xuất những biện pháp tháo gỡ, tiếp tục thúc đẩy các cơ chế chính sách phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Thông qua việc trưng bày các thành tựu trong lĩnh vực cây con giống, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm sẽ xây dựng thành phố thành trung tâm giống công nghệ cao của khu vực và cả nước, phát huy tối đa các thành tựu nghiên cứu khoa học, kỹ thuật phù hợp với quá trình đô thị hóa của thành phố. Đây cũng là cách để nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho thành phố.